Nhà mui ở pi cha miền pi chọn bay chọn buôn chọn còn được hiệp sơn đằng rừng móm thật nơi tì tăng phù mật sa lõ cha hệ tha ra chân là sầm pon pon lu tắc phơi nên cứ miền mật sát mà em cầm một cột sập tai mà đong mấy cái miền cầm rồng tì bầm muối nên khang sa tu bằng rõ cầm rồng tì bầm pi nên khang sừng cá bay sót nên cầm rồng tì bầm bay nên khang chấm cá đong đang bay cầm rồng cứ miền cá bao rụm lúa sót mà rồi phải rồi từ lời cột bắp hết té bao rụm lúa dạ bèm mập hay pram chín năm để miền bắc đào chun áp lăng rừng hay năng miền cá đổ bị sai chỉ chọn tiền bờ mặt trăng đăng bờ miền mặt thái mai tẹt tông từ căn ở bờ đây phnom penh sọc sám cha cứ sôn đập pí sam pram pí sam cốt sam cốt sôn đập pí sam pram pí sam cốt sam cốt cha bạn ở nữ nữ mo chula bạn mo chula nó tham thông minh để lo sắm đạp sọc phep này để quan trọng ai miên sọc phep mo thông minh là o bạn bật siêu thông minh bật sôi mo nát bề mặt bây giờ cứ dùng miên từ nộp chất thuốc bây chỉ dùng từ chụp để na cả đau bạn ngày hay nè để quan miên pan hè để thông minh mẹ để xịt thông minh nhé nè bạn bỏ bấy sơn tả để xịt thông minh một tật mọi tật nâng người miên pan hè mọi tật không thông minh nâng người bà sân chị ông nặc kia bà mình chẳng ai đã xin thông minh té cục lên nhà bà này mới chỉ là người ta mới chỉ là mẹ phải một giấc đó bởi nhẹ siêu thông minh nhất tình yêu chút ai bán mà tất đấy cứ bắt cái chuyện bài tay mà đòn ná bà thấy được thôi mình so tam bài thôi mà chết bà chân dương ra tập bánh của bộ tên cho nên mình tên chứ mà đọc nó bởi mình ấy bật đâu chẳng trong pi khai bây khai thế nó bà là ngày hay ở lấy xăm đường miên covid đang bút sao thấy mà có bóng đồng ọ thì ngọt một ọ ngọc chơi chơi thôi chơi chơi thằng bên đây sọc kê cái trò vậy chứ sao mà tinh bó chơi đạn đó tới với trò covid đấy chứ mình ngọc một đó đâu mà tinh băng đâu miền ăn vậy tới tập đầu bàn pit đó ngọc sai từ đó cô ấy tới toàn bên quê trong cái con chơi chơi đây lấy tụi được sao rồi bảo bó chơi lá cứ sốt chết sấp bạt pram hà sấp bạt sấp sốt chết sấp bạt pram hà sấp bạt sấp nó ngay bởi nhom dây chăng mạch bình mình có thể chăng mạch mềm ở miền nam kia mà chơi dài lên cái chân người đá có hai sao lại sai lịch có hai cái chung cầm tìm với gió la hướng là hồ đã hướng ấy cái đang gặp phong thông mùi về thả sai bà toàn mới chê hướng sai cái này cái rè là nên mới tiêu mọt cho bà bà đi ừ bà rừng cái rè xe xe chê là bà còn lên giờ tôi cắt cái đồng tiktok tiền bới tức là bà tiên đó ừ lên giờ dây cho bà tiên đó hay cù hay xe ủ lên chất khí là ngay cho là sai tích ban cả đàn chơi cái cái phong của mọi bà chia bà rốt pay cái phép là biếp này nó khốn anh lên chân chân ấy vậy lệ như nó nơi đi mình phải mà có cái mà sao la mơ hai mơ tiết nơi một cái là chả tới chả tới hay bị tới cút quát ấy nó chả lên một sự chả tới chả tới mà nó ô sẽ la mới tiết nó như ngày ô sẽ la cứ tắc rái thòm chết mà đây phía đây nó phải mất bởi dương cứ miên mà nhảy xóm đại chui tại đó chẳng ngày rừng mua chỉ bị xét cứ miên cầm rất pe ấm bằng bay chọi pram bà nó đại lo khát bằng thôi cầm rất chè xịt nông đi cái ở pa nó ừ pa ấm nè nó sẽ chết pol ta pa ấm lên chết pol ta bà người pa bằng bay chọi pram nó bề mặt bây giờ chỉ phải xét niệm pa để dương tinh phong bề hai bạch bà ấy bà tinh ô sẽ là giờ tập trong tới bề mặt bây giờ hay ở dương tinh nhám của là o đã bề mặt bôi trần anh bộ dương tinh đập cái đôi kia time chun đi đó chè hôm nay mà cho đồng lại bị xét tiết nè trong cuộc play ô sẽ là lụt đại na lời nó bà là người ta cài cái một con một cái cọp chí lời nó nè bà là người lấy từ sáp cứ son đập pram cài pram bay sai pi happy son đập pram cài pram bay sai pi happy ở thay ô sẽ là sẽ được pro bà pro hay nó là người ở cồn ta mà lấy cho xong còn miên nó suy ta ta suy đây cầm càng nghe từng ốc nè sai nhầm bài hay rồi nè bong là người anh đang sụp đuối đang về xua quạt vinh khi thời cam toàn xong phần ngày này xua sai đằng ruột đó sai chót bà sai nó ăn mệt nữa bà là người bong sai cái đợt bình tịt tọc là người nó cái đợt ăn mệt nó thừa bật tờ thì đấy là ngay nơi chật khnì sau là ôi khà cho đòn chấm nè từ giờ ôi khà cho đòn nơi chật khnì chẳng phải thà ôi mà nó sau là
កាពិតដល់កាពិតគឺដឹងចង្ហាយហ៎បាទអរគុណនឹងឯងសាលាមានប្តីនៅនឹងឯងបងអត់ទាន់មានទេតែប៊ូស៊ីនអត់មានទេបងណានឹងអស់យូរហើយចា៎មកឲ្យសុំស្រួលសាហាមកណាពីខាងណាចា៎ណាចង់សួរឲ្យសួរមកខ្ញុំទៅបាយចា៎បាទមិនទៅអត់ទេមើលទៅផ្ទូបាទមិនផ្ទូគឺមិននិយាយតែម្ដងចឹងមិន2ម៉ោងវាអត់និយាយសោះចា៎សុំសំណួរពីខាងបងសេដាក៏បានតាក់តងមកគឺក៏បានលើកឡើងថាគឺក៏បានស្លាញ់គ្នាជាមួយនឹងសង្សារហ្នឹងគឺអស់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយតែក្នុងនាមជាបែបជាសង្សារទេហើយខាងគ្រួសារហ្នឹងក៏អត់ដែរបានរបៀបថាអឺចង់ទៅដឹងគាត់យកធ្វើជីវពូនអីក៏អត់ដែរអត់ទេគឺលោកហាសំហើយកោតខាងស្រីនោះថាដឹងកាប់មកធ្វើពូនគេអត់ទេហើយនៅចាហើយរបស់ដែលផ្ទុះហ្នឹងគឺគាត់លោកហាអ្នកស្លាញ់គ្នារយៈពេល8ឆ្នាំហើយតែគាត់ណាយកកូនគឺ3ដងចេញ3ដងហើយចាហើយឥឡូវក៏មានពងតែមានកូននៅក្នុងពោះអញ្ចឹងណាចាគាត់យកចេញទៀតអត់ឥឡូវហ្នឹងអត់ទៅមកសួរគាត់បញ្ជាក់ហងតែគាត់ណាគាត់ថាឥឡូវខាងប្រុសហ្នឹងត្រូវមានអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងគឺត្រូវមានអ្នកចិត្តទៀតបងមែនមិត្តភក្តិឯងអីចឹងណាអ្នកចិត្តទៀះហ្នឹងក៏ត្រូវគ្នាទៀតអញ្ចឹងណាហើយតើយកតើមានអ្នកចិត្តទៀះហើយខាងប្រុសហ្នឹងឥឡូវបងស្រីហ្នឹងគឺគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងគឺគាត់ចង់សួរថាតើគាត់អាចគូបន្តទៅយកខាងបងប្រុសហ្នឹងទៀតអត់ហើយគឺគាត់ក៏ដឹងហើយថាបងប្រុសហ្នឹងអក្រក់គាត់ថាចែកមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺធ្វើបាបក៏គ្រប់បែបយ៉ាងបើថាពេលខ្លះប្រើហិង្សាមកលើគាត់ទៀតអស់រយៈពេល8ឈឺអត់ចាស់គេវាយម្ដងម្ដងគាត់ថាគាត់ឈឺចាប់តែតែធ្វើបាបអញ្ចឹងមិនដាច់សុខចិត្តអត់ចាបាទសបាយបែបឈឺចាប់អញ្ចឹងណាតែកូននោះប្រហែលខែអីកូននេះតែ3ទៅ4ខែទេ4ខែធំហើយអឺចាហើយមិនគួរបដាឲ្យមានកូនរហូតអញ្ចឹងអូនតែខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ថា8ឆ្នាំហើយឥឡូវសួរចា8ឆ្នាំហើយបានអីពីប្រុសនឹងខ្លះនិយាយទៅអត់ហ្មងហើយគេវាយនឹងឈឺអត់ចាហ្នឹងហើយបានយកកូនចាញ់3ហើយគាត់សួរថាអត់ដឹងគួរបន្តទៀតអត់សួរគេវាយឈឺអត់ហើយគេទៅផាប់គេធ្វើបាបម្ដងម្ដងសុបាយចិត្តអត់ឬក៏ពេលដែលគេវាយគេធ្វើបាបចិត្តនឹងវាភ្លេចអស់រាល់តែពេលដែលអប៉ិហ្នឹងឲ្យអាស្អីនឹងម្ដងម្ដងហ្នឹងទេឬក៏មិនបាន8ឆ្នាំហើយអត់មានសាច់ការអីមួយគ្នាសោះហើយគួរសួរបន្តទៀតអត់អញ្ចឹងបាទហើយសំខាន់នេះអារឿងចង់និយាយចេះមនុស្សស្រីអារឿងមានកូននេះហើយយកចិត្តគិតថាជារឿងណាអឺចង់និយាយថាចេះបើសិនជាមើលទៅមិនច្បាស់លាស់ទេគឺយើងការពារចាការពារកុំឲ្យមានកូនឲ្យសោះមិនមែនគិតថាចេះអឺភ័យស្អីហ่าអឺមានយកចាញ់មានយកចាញ់មានយកចាញ់សង្កថាចេះការយកចាញ់ដូចពេលដូចសម្រាលអញ្ចឹងវាដូចសម្រាលចាបាទហើយវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយអូយហើយស្រីទៀតអាយុប្រហែលណីអាយុនេះចិត្តខ្ទង់28អីហ្នឹងចាគាត់យុច្រើនដែរហើយចាតែបើនិយាយសំខាន់ជាងគេពីខាងព្រីមែតតែក៏បានចូលរួមគឺក៏បានលើកឡើងថាកັບមនុស្សផងម្នាក់ហ្នឹងគឺអក្រក់បើថាក្រៅអក្រក់តាំងពីដំបូងគឺក៏អត់គួរបន្តរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអត់មែនបន្តសួរអីទៀតទេតែណាគេមកព្រមបើហឹងសាមកលើគាត់ហើយមានកូនដល់3ដងហើយយកចេញទៀតហើយសួរថាបន្តធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងចាឲ្យគេបន្តបាទហ្នឹងហើយបើចង់និយាយទេបើចិត្តយើងផាន់តែយើងស្ដាប់មកយើងបន្តវាមិនកើតទេចាបាទហ្នឹងហើយចង់និយាយថាវាបន្តកើតមកមិនដឹងទៅខនស្ដាប់ចេញមកបើស្ដាប់ចេញមកវាអឺហើយនេះចង់និយាយចេះអឺបងអូនឯងយកពេលវេលាដែលមានតម្លៃរបស់យើងទៅចំណាយទៅលើមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលថានិយាយទៅមនុស្សប្រុសសង្កទេដឹងហៅប្រុសទៅអីទៅសាលារបៀបអញ្ចឹងចានេះគេហៅគេឈ្មោលហើយឈ្មោលចាលឺឈ្មោលទៀតណាចាឈ្មោលឬសាបាទហ្នឹងក្រៅវាអីនេះវាលឺឈ្មោលទៀតមិនដឹងស្អីទៀតទេបងប្អូនហ្នឹងរឿងតែគាត់ថាបងស្រីសាច់កម្មដែរគេនិយាយថាខ្ញុំជាតិនេះកម្មណាស់ប្រហែលជាកម្មខ្ញុំហើយវាគ្មានអ្នកណាអ្នកទាញយើងឲ្យយើងទៅកម្មនឹងក្រៃពីខ្លួនយើងទេបាទឥឡូវបើយើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកណាស់យើងវេទនាណាស់ហើយគាត់ដើរចេញគាត់មានជើងដើរចេញហើយចេះដើរចូលមិនអាចចេះដើរចេញអញ្ចឹងគាត់ថាស្រួលបើស្រួលនៅដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងគាត់គាត់ថាយើងមិនដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺថាអឺលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូននោះគិតថារឿងនេះគឺជារឿងដែលថាអឺដែលយើងគិតថាសើយក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយជាបាត់ពិសោធន៍មួយទៅនោះម្នាក់ប្រុសនឹងគិតថាចេះគង់តាថាឥឡូវយើងគិតឲ្យខ្លីទៅគិតថាមិនបាច់ចំណាយម្នាក់ស្រីនឹងទេដែលយើងថាយើងមានតែអល់ម្នាក់ស្រីនឹងទេដែលជួយផ្ទេម្នាក់ប្រុសនឹងចេញពីជីវិតគាត់អញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឲ្យរឹងមាំទៅអូនឲ្យបើមិនមិនកូនអឺស្មាតោះមានប្រញាប់យកចេញទៀតទេតែ4ខែហើយសាលាធំហើយ4ខែឬក៏លឹះនឹងទៀតអីអីអញ្ចឹងណានឹងឲ្យបលឹះនឹងវាយកចេញអត់ការទេណោះតោះមកឥឡូវយើងសុំប្រិមិត្តបើយើងចូលរួមសាយសលេងផ្ទាល់មករុកសិនណាអាឡូជំរាបសួរបងអាឡូអឺអីអឺបងអូនអត់គ្នាផងចាបាទនឹងឲ្យបងអត់អីទេបងសុំអញ្ជើញនិយាយថាចេះបងចាំចូលរួមតិចមើលតែណាផងបងស្រីមិញតែគាត់ទូយបងថាគួរបន្តអត់ហ្នឹងបានគាត់ថាយកបងឬប្រុសដែរអញ្ចឹងនិយាយតែចង់ទូថាបន្តយកអីមកវិញទី1ទី2អីគាត់ក៏ចង់ថាគាត់មើលប្រុសហ្នឹងក៏អីក៏អស់ចាមដែរឲ្យបងស្រីហ្នឹងឲ្យគាត់តស៊ូម្លេះតស៊ូទាំងលះបង់ទាំងការជួយចាប់យ៉ាងពីអីលទ្ធិសម្បាក់ខ្លួនឯងម្លឹងដើម្បីមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះអ្នកញឹកបងជាប្រុសវិញបើបងជាប្រុសវិញបងនិយាយតែបងដឹងខ្លួនឯងដើម្បីអីខ្ញុំដល់ថាកូនខ្លួនឯងលឿនជាង13ដងហើយហើយសំខាន់មែនតើ
បាទបងខ្ញុំដាក់ហ្នឹងសង្ឃា8ឆ្នាំអត់លោកអត់យល់8ឆ្នាំខ្ញុំសង្ឃាមិនអត់យល់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅប្រពន្ធហ្នឹងអត់តន់ការចា៎បានតែគួរចិត្តឲ្យមើលម្លេះខ្ញុំចង់និយាយចឹងបងប្រពន្ធផងការមកឆ្លោះតែមួយឆ្នាំមកការហ្មងបានគឺការគ្រាមនៅស្រីហើយអូនគេបងយើងណាអូនមកពេលយើងលេងមើលចិត្ត8ឆ្នាំហើយហើយគ្នាយកកូនដាក់3តនៅមួយគ្នានឹងសោះសាច់អស់ហើយមិនដឹងចិត្តបន្តអត់បន្តយកឲ្យមកវិញបានចា៎បងនិយាយត្រង់លើលោកនេះចាំណាដូចរឿងហ្នឹងនិយាយទៅបើមិនគាត់ឈឺចាប់គាត់ចិត្តដាច់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្មងអូនចង់អីចឹងណាបាទគាត់ចិត្តដាច់អញ្ចឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្ដឹងបានតែអូនមានអីអាហ្នឹងនឹងអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយ ABC នេះសំដីគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែរបាទបាទចា៎អូយអត់ទេមែនតានេះមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះបញ្ជាក់ចាំទៅគឺថោកទាបខ្លាំងមែនតើឥឡូវចង់និយាយឲ្យបងអូនស្រីឈប់ឈឺចាប់ទៅគិតថានេះគឺជាមេរៀនបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងណាដែលយើងគិតថាអើយើងរលោយើងជាពាក់កម្មគ្នាពជាតិមុនអីចឹងមិនដឹងគិតតាមផ្លូវធម៌ប្រែអីចឹងទៅតែមកឲ្យខ្លួនឯងអស់កម្មហើយនឹងមិនបើអស់កម្មអូនឯងចាប់ប៉ុណ្ណឹងគូតែអូនឯងរំភើបសុបាយចិត្តអូយអូយអរគុណម្នាក់នេះណាដែលបានផ្ទេម្នាក់ផងអេសាឡាសុបាយចិត្តត្រាណាតែគាត់ចង់ចេញមកសំខាន់ដូចធីមយើងនិយាយចឹងសំខាន់គាត់នៅសុបាយគាត់នៅចង់ដែរមិនកើតអានេះគឺគ្រឿខ្លួនគាត់ទេអានេះយើងមិនដឹងទេនេះគឺគ្រូគាត់គេដូចនិយាយចឹងថាបិទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺក្តីសុខគឺថិតលើខ្លួនយើងទេតែយើងគិតមិនខ្មិចយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងមិនចឹងដូចពាក្យមួយគេនិយាយចេះមនុស្សយើងគិតអីបានដឹងហ្នឹងមនុស្សអានេះខ្ញុំជឿមែនណាប្រិមិត្តចឹងបានគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការគិតមិនមែនថាខ្ញុំអីទៅនេះទេក៏ពេលខ្លះគេគិតបានកុំរំពឹងពេកគឺឲ្យហីទៅវានឹងមករហយើងខ្លួនឯងហ្មងហ្នឹងឯងចឹងដូចបងអូនស្រីនេះគឺគាត់កំពុងធ្វើបាបខ្លួនឯងឯងដែលគាត់ធ្វើចឹងគឺមកពីគាត់បិទខ្លួនឯងគាត់គិតថាអញ្ចេះគាត់បែកពីម្នាក់ហ្នឹងទៅគ្មានអ្នកណាយកគាត់ទៀតហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទៅអូយអញឡើងស្មាតួគាត់និយាយថាអញឡើងសោះសាច់ហ្នឹងហើយឡើងនេះហ្នឹងមានអ្នកណាប្រុសណាតែបើសិនជាអញធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃធ្វើខ្លួនយើងមានតម្លៃតាមហ្នឹងគង់តែជួបមនុស្សដែលល្អជាងហ្នឹងហើយចិត្តថានេះវាជាបាត់ពិសោធន៍មួយដែលឈឺចាប់មួយសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំទៅថ្ងៃអនាគតទៀតណាយើយម្នាក់ប្រុសនេះបើថាក្តៅកាហាយហ្មងណាតាពីការព្រមចូលរួមតាមផេកពីខាងបងម៉ូម៉ូបៃមេកចាយកកូនចេញញយស្ដាងស្បូនឬអាចដល់ធ្លីស្បូនស្លាប់ខ្លួនគេប្រោះថ្លៃស្រីទេថោកនោះហ្នឹងហើយចាអានេះគឺយើងការពារខ្លួនណាមនុស្សស្រីអត់ទេនិយាយមែនតើហើយយើងត្រូវបដោតតម្លៃដល់ខ្លួនឯងយកចេញយូរយូរដល់ពេលមានគ្រួសារមែនតើលែងមានកូនណាប្រយ័ត្នណាមែនតើលែងមានកូនមែនតើដូចតែយើងនិយាយចឹងមែនតើគាត់យកច្រើនពេកស្ដាងស្បូនស្ដាងអីហើយសំខាន់មនុស្សស្រីចង់ឲ្យថាជាយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្មងគឺវាចាប់ដើមចាស់ជាងវ័យត្រូវហើយហើយវាបែកសាច់មិនមែនបែកសាច់លក្ខណៈមនុស្សមានសាច់ដូចយើងមិនធ្លាប់មានគ្រួសារអីណាវាបែកហើយវាសាច់មើលឃើញសាច់អត់ស្អាតហ្មងបើប៉ះអ្នកថែខ្លួនគឺក្កិចហ្មងជីអាយីអានេះមែនឃើញជីអាយីហ្មងក៏ពិតមនុស្សប្រុសនឹងវាអស់តម្លៃតាំងពីអូនឯងមានកូនដំបូងហើយដេញអូនឯងយកកូនចេញហ៎តែចង់និយាយថាមនុស្សខុសត្រូវបាត់ហើយអញ្ចឹងសាឡាបើមនុស្សប្រុសនឹងវាបានឲ្យតម្លៃយើងឥឡូវយើងធីបថាមិនបាច់មានកូនដល់4នឹងទេតែត្រឹម8ឆ្នាំនឹងសួរតើបានអីពីវាខ្លះអឺគ្មានបានស្អីផងអ្នកណាគេមកស្រឡាញ់គ្នាដល់8ឆ្នាំឥឡូវថាមានសង្សារតាំងពីអាយុ10 18បាទដាក់18បូកឲ្យ8វា26បាត់ហើយហ្នឹងគ្រាន់តែចាំវា8ឆ្នាំហ្នឹង28ទេសង្សារសួរតាំងពី20ឆ្នាំចាហើយ20ឆ្នាំអឺឥឡូវ28ហើយចាហើយចា20ឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺវានៅស្អាតនៅក្មេងដែលពេញយើងអាចជ្រើសបានគ្រប់គ្នាអីចាមិនក៏បដោតខ្លួនលើតបតវល់បងផានីនឹងហើយបងផានីអាយុ32កូន2ហើយតែសួរថាគេមិនដែរឡើងខ្ញង់និយាយថាក្រុមសំដោហ្មងដោយសារអាចដោយសារតែគេផ្លូវចិត្តក៏គេអត់ប្របាកអាផ្លូវកាយរបស់គេគេចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគេចេះខ្លួនឯងបើសិនជាគាត់28ឆ្នាំយកកូនចាញ់3ដងបើលើកនេះឲ្យតែថាកូនមកគាត់ទៅវាយទៀតសំខាន់វាយទៀតណានិយាយទៅផ្លូវកាយក៏ក្រមគ្រាអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ក្រមមកពីខាងក្នុងដែរគេក៏សួរយើងថាគាត់គួរធ្វើម៉េចគួរបន្តទៀតអត់ចាបើមកឯងសួរអញ្ចឹងអត់ទេថាម៉េចយាយគាត់ក៏នៅមានចិត្តដែរគាត់មិនចង់ចាញ់ផងបើមនុស្សអស់ចិត្តគេមិនចាំបាច់សួរយោបល់អ្នកដតីទេវាដល់ដំណាក់កាលនេះគឺវាត្រូវតែចាញ់ហ្មងតែឥឡូវធម្មតាពេលនេះមិនចែកខ្ញុំចង់និយាយចែកគាត់មិនបាច់ទៅសួរគេថាហេតុអីអើមែនទេគាត់មិនត្រូវសួរគេថាតើគាត់គួរធ្វើម៉េចទេមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំមើលរបស់ខាង Body Chain ណាចាគាត់និយាយនឹងចែកសកម្មប៉ុន្តែយើងអាចរកអាចម្លើយរបស់ខាងសំណួរដែលសួរថាគួរធ្វើម៉េចបានព្រោះតែតែយើងដឹងថាលុះត្រាតែយើងហ្នឹងចេះសួរសំណួរខ្លួនឯងបដូរពីហៅមកវាយហៅហ្នឹងសួរថារបៀបណាធ្វើរបៀបណាប៉ុន្តែយើងសួរថាហេតុអ្វីបានយើងនៅបន្តជាមួយនឹងកម្មមួយហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវបង្ហូតទៅផ្នែកតាជាមួយមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងពេលដែលយើងសួរហៅតាហេតុអ្វីគ្រប់រឿងវាឃើញតែរឿងអាក្រក់របស់គេខ្លួនឯងវាវេទនីទៅយើងដឹងវិធីដោះស្រាយស្ងាត់ខ្លួនឯងគឺដើរចេញពីបណ្ដាម្នាក់ហ្នឹងឈឺត្រង់ស្អីទៀតបាទនឹងហើយអរគុណច្រើនតោះមកឥឡូវយើងសុំសំណួរស្នេហាបន្តទៀតណាសុំសួរតោះមកពីខាងសីពៅចាសុំសួរសំណួរមួយពីខាងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគាត់តាក់ទងមកបងឲ្យសួរហ្មងបាទនឹងហើយចាហ្នឹងហើយគឺសុំសួរតែម្ដងដោយសារតាខាងអ្នកមីងហ្នឹងគាត់តាក់ទងមកក៏ប្រហែលថាគាត់មានម៉ាយហើយកូន3
Bà mẹ mai cốt bây có phải là cốt hồi ngày nè lụa là việc khường có ôm nữa xa có phải thay lụa nữa xa ấy chẳng tử hay có thay con kê là việc kê mà to mình khổ xa và ta kê thông thông là bóng này kê ai hồ si trong con anh ba là việc kê hiền bà thay ca bà đá ấy chẳng hả hay có thay con mẹ mai này đời xa tập đây bà có sạp chà đây bà có sạp hay có thay mẹ mai mà nó bay tung đập bay chân mày xa là chà ta có thay tăng phí con tô hay có phải thay con pi nó phá lưu khối nó cứ sạp nó con nó mong hay đã bè lời nó là việc có tờ lụa đôi chẳng hả nà chà hay là việc thay khăng nè để có thua ca nữa xa nè ngó lì biếp khăn mèn bà xí xa kê khăn cả đại ca mà ca xa hó chà ta có áp hẻ thả xa ấy dê cả thả ơ lì biếp thả chơi 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 lẹp khai quát kì khơi quát đi chăng mến nặng mến cho lẹp khai lẹp hai hào xa là nâng ngay chà hay cả bà thân trẻ ở lời nâng cư ơ còn tiệt nói còn đang á hay con phải thanh trẻ quát con xa quát mình bắt từ sông lôi đến nay quan châm từ luôn quát công quan châm từ viên cứ thông thông ai cứ đua xuống cú xa quát đua xuống mong sao lại gọi thắc quát mình men ớt đã thằng ngọt thế đâu khẽ cao với khi này quát sọc chặt thằng khoản tệ tông hay thọ lại chặt là ngay là điểm trắng á na bớt xem xoay bấy này lụa khừng cả ôm này xa nhăn lại chà na ta trên sẽ bơi tiệt cầm đắng ấy làm một quát để so bơ tê cả bớt mau bị dưng chơi từ kết con ai thao ấy dụ chơi hay phần này chà em vậy ô chặt sắp cầm pin cầm mõm nè bớt đi xa si song lơ ca thai khôn ai tê si song lơ ca thai khôn ai si song lơ dưng đi nó ngủ lằng nhăn à nhóm score mà ông mình này xa đầm cứ quạt môi ở bàn nhóm sao là quạt ở dụ học sắp bầm bảy chứ nào mai ta bây giờ quạt bay quạt sli ro bên quạt sli anh chăng á hai khu nó cứ sát không chai sát mình tên hơi bao gồm là cả hạt pan cái bên mình sẽ cùng chào môi cả tới cứ dương bảy ham quạt quạt tê ta ham tại cái đây sau quạt nè bu trong dương dương chỉ câu nữa cả bên trên mình này ở anh bên này nào bầm bảy cái đây sau ở kia ban đi nó phù à cái đây sọc cái hai thằng cái đây sọc của viên cô chỉ vật nó việc xe nhá việc xe đại xong bay tại con xong bay tại dương chưa con và cá xong bay tại bao bao này phải đào lại ban này ừ anh đấy cứ anh đấy dương từ tôi qua chơi dương con dương anh này dương trẻ chồng mình cái đây là hà chọn ban này sánh vật phẩm chất tầm mồm con chơi tầm quát gặp bất hết bởi sân chỉ nhom chỉ câu nó nhom vô pi chỉ bởi chân là mấy nhân là mấy gặp bất như là o lắng á ở mình đất đại toàn trăm con lần cầm mồm hay anh mua quạt superwoman như superwoman bông đấy quạt đó thằng nào bận năng anh đấy cứ nè mình cứ quạt sải câu khang mà tên đấy chập sầm đấy quạt giấy mạnh nhẹ quạt nơi tam con quạt tiền à chặt quạt sải như na tại quạt nơi tam con có cái thằng bảo câu quạt ok quạt giới na anh đấy cho mình đấy thằng nè mình cứ bật chia mình đúng à cha mình tên chắc nhưng cái thằng khang đó bảo kê mạnh thế sầm khăn mà nè mình sải cái này hay là mỗi con của thông riêng luôn là so khang cả tục ấy thế nữa hay con mà chân nuối nọ tê sa la này chân mà chân nuối này phía chớn con là tham ăn này dùng á cha phù đơn giấy chăng phù phía chớn tụ bay dân miền mật phe chất sát cả đói được cả con cả đói ta dân ăn cái prap về riêng khác cứ ăn giấy phe chân mỏng nâng ngay ta bà hướng câu snai được cả đây bà con nè này ai mà tao vì ai ăn nôm mùi kia mỏng á nâu chất đất mùi kia pe chư đăng tóc đăng sóc à lấy dân bài thas ấy tê bởi dân để dân miền bong bạc cát bong bong dân so bè pe quạt chư so bè pe để dân bằng ra quạt được cái dương đi quạt cái dương thôi chẳng chặt dương thôi này chắc là thế nãy ngay thôi chẳng khôn thôi chẳng sầm tai anh biết khôn nhau vậy chắc hay soi cái này chơi lần đáp luôn đang thầm ta mà giảng ngay bắt đá sai được cả cái đáy luôn tai bạc mẹ đầy chất đất rồi thôi tao đi bắt đây của con quá quả khơi phai tích có đang thắc nia quạt đang chơi được cả miền bắc ngay mồm quạt đang tốt từ đẹp ní nó chân chơi anh đi bạc chất từ đẹp con quạt ấy tê ham quạt từ sai ở quạt mình cái đầy sọc bạc quạt tơ hơi mình từ chả sai tê sai bằng bay sai bằng bố nâu kiểu nâu nhòn nó nãy ngay chắc mình sai chơi chả tao bù thọc phiền lờ mầm tịnh nó bùng lòng và làm chậm nó mình lấy tê rạp tơ là phơ 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 á tê men ta chà là lo đấy sao lai chất nỉa mơ à lo được trong nỉa mơ nữa mơ đề đi xô chăng á nó cứ thật chmul lên trong nâng tầm mong bọc ổn ơi nó nhọc phụ rạp tư nó nè nào ai tạo bán chmul châu cứ đông tầng ngọp nó không nâng bọc nhọc mong ôi xôi kì liệt ờ nâng bà nâng ngay bà sân chị nè nè đã lông ăn tệ snai bóng xa lá cứ tao ngồi bình tí rồi ai bà sơn la ôi cái thực tiền kệ ai bà sơn la cái xin kệ á là ngày chơi nhung quan trời giờ nó giờ tay nẹt mình bà ở còn đấy hai bon tất mình thấy cha sẽ thấy sai bà ai cha luôn ai sam là ấy bà đừng nhung sam nữa tại bóng sơ la trai tại bóng bề mình có bàn thay cho o bị bóng o xa mày đi ở sau bóng sơ la mơ tới một mày phải hai dùng hai pram nâng cha nâng hai dùng hai pram nâng hai mũi tiền đang bề mặt bao dân còn đã dừng dậy thay ứng cho con chân trai yêu cả thà o sơ la đại cho con chân chân mình không ấy nâng ngay nâng đại cho con chân nhé o con cha sâm sơ la ai mà là sâm sơ la mũi tiền mến cha ở tây sâm la sơn đây chị sâm la hai đồng cả bị thi o con ta chân sâm la lúc này để quan tra ca tinh tray tinh cả đam tinh kêu bóng on nó tay nhé bóng on tinh hai tay lời còn bóng on 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 bóng on
15ហើយគៀវអូឆ្ងាញ់មែនទែនបុកក្តាមមកប្រហែលយើងខ្ញុំសម័យរូបភាពក្តាមពេលយើងហូចដាក់ទឹកជ្រលក់លាយគ្នាមិនដឹងអូយវាមានជាតិនិយាយថាទឹកជ្រលក់អត់អាចកាត់ថ្លៃបានហ្មងបាទដូចចង់ហូបទាំងសបកទៀតខ្ញុំទឹកស្នូក្តាមនោះចង់តាពីទេតែខ្លាចមុតមាត់បាទដូចតែឆ្ងាញ់មែនណាមានជាតិហ្មងឆ្ងាញ់ហ្នឹងខ្ញុំសម័យតែជើងវាខ្ញុំមិនដាច់ចោលដែរព្រោះវាកំាប់កំាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងជើងវានឹងសុតសាច់ហ្មងអត់ទេប្រិមិតមែនបងមិនជឿសោះឆ្ងាញ់តែទិញឲ្យខ្ញុំហូបឲ្យមើលបានដែរខ្ញុំហូបតតែថាមកឯងទ្រាំអត់បានទិញហូបខ្លួនណាស់ដែរបាទហ្នឹងហើយហើយត្រីបើត្រីរឹតតែឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនណាហើយនឹងគៀវក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយតែក្រូចស្រស់រឹតតែឆ្ងាញ់ទៀតណាបងប្អូនបាទហើយបងខ្ញុំមកញ៉ាំឲ្យខ្លែមជាមួយខ្ញុំទៀតបាទចង់បាទដល់ចិត្តសាប់លោកអ្នកទៅគាត់ត្រូវការទៅព្រៀមមួយក្តាមចាទិញត្រីទិញក្តាមទិញគៀវទិញតែក្រូចស្រស់ណាបាទហើយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតណាគឺលោកគេអាចតែទៅមកបានជីវិតគឺអាចតែទៅមកបានលេខកញ្ញាផ្ទះវិឡាកូនកាត់ផ្ទះល្វែងផ្ទះអាជីវកម្ម Shop House ប្រភេទ1ប្រភេទ2និង LC សម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជម្រើសគ្រប់ម៉ូដប្រកបដោយគុណភាពនិងមានអូនលឿន